Rộng bây giờ chào tất cả em nha. Tiếp tục thì hôm nay mình sẽ bóc ba đề này, anh em cùng kiểm tra với mình nha. Ok, mình sẽ bóc từ một cho em xem nha. Ok, mình sẽ bóc đơn hàng của bạn nào đây, không rõ. IR Mobile 11. Xem bạn này gửi cho mình máy gì nha. Bên tem của bạn ấy nha. Ok, góc đều có tem. Rồi, anh em cùng kiểm tra xem nào. Công ngọc mất nguồn đã sửa, mạng mất nguồn đã sửa nhưng không lên gì à? Với bên trong có ra gì không đây anh em? Sạc không báo gì, không ăn dòng sạc luôn. Mình sẽ bóc cho anh em xem nha. Màn vẫn gì đấy nhá, bên trong mình đã sửa sửa gì đấy rồi. Ok, mình mở ra kiểm tra cho em sơ bộ nha. Mình đã bắt ốc sai nha, bắt nhầm con ốc nha. Bắt nhầm một cái thôi mà rất khó tháo luôn nha anh em này. Đây, bắt nhầm con ốc dài dài nha. Ốc này là bắt ở vị trí trên đỉnh nha, ốc trên đầu nha, bắt nhầm ở dưới. Ok nha, mình đã sửa khá chứ là nhiều. Cần lồng góc này ra. Rồi, được rồi, mình tạm để đây, lát mình kiểm tra tiếp. Mình sẽ bóc những đơn hàng tiếp theo đã. Tạm ra con X-Mark ở sau bên, thì máy đã sửa rồi, thì lát mình sẽ kiểm tra kỹ hơn sau. Rồi, mình sẽ bóc đơn hàng tiếp theo của bạn Nguyễn Anh Quốc nha. Gửi cho mình từ Bình Định nha. Ok anh em nha, hộp này mình gửi cho bạn ấy một lần nha. Chắc là bạn lại gửi máy nào khác đấy. Ok, hộp hơi móc một chút, chắc không sao đâu. Chiếc này. Đây, nào bạn Nguyễn Anh Quốc đây. Gửi cho mình những cái gì nào. Bảy phần lớn. Chứ đây. Một lại anh gắn cho em cái nẹp socket pin màn hình em thường để trong cốp xe. Giờ nhận viên, nhờ anh xem dùng con iPhone 7. Lỗi về tình trạng để có đêm tuột 20% pin. Con này đã từng sửa bên anh một lần rồi. Người ạ, phụ kiện này có thể không được hỗ trợ lúc nhận lúc đầu về hoạt động. Đã tình trạng hao nguồn, sửa xong thì gửi về địa chỉ này. Ok, lần trước là lỗi không nhận sạc, bây giờ là hao nguồn rồi. Nếu có liên quan thì mình xử lý hỗ trợ bạn ấy nhé. Còn nếu không liên quan thì vẫn tính phí bình thường nhé. Phải plus này. Sao không có cam sau? Thứ nhất không cam sau, và nếu đã sửa bên mình thì phải có tem. Thứ hai không có tem, tự ý tháo ra hoặc làm gì đây không rõ. Cái này không rõ nha, cần được kiểm tra. Nếu mà bên lỗi bên mình thì mình sẽ bảo hành. Còn đây bạn gửi kèm cái gì đây? Này gửi kèm mỗi cái main thôi. Còn cái main 6 bypass đây thì anh xem được bao nhiêu thì trừ vào tiền sửa. Main 6 bypass thì nói chung là nó nát như thế này thì được bao nhiêu tiền đâu. Không những nát mà sửa nhiều thì bên này thì giá trị gì máy đâu. Em thấy không? Này. Main như thế này thì đáng bao tiền đâu, không biết nào sửa đây. Ổ cứng đóng rồi, EEPROM câu rồi. Như này thôi được rồi, cái này mình cân đối sau thôi. Thì cái này thì giá trị thấp rồi. Tưởng cái gì. Ok, rồi mình sẽ kiểm tra sơ bộ con 7P này xem tình trạng ăn nguồn ra làm sao nhá. Nếu ăn nguồn liên quan đến sạc thì mình sẽ hỗ trợ xử lý. Nhưng mà về cơ bản thì mình phải kiểm tra. Thứ nhất là không có tem của mình nhá. Thứ hai là mình không có cam nhá. Cái này phải kiểm tra kỹ nhá. Vì không có tem không không chắc có nghĩa thể không phải máy của mình sửa chẳng hạn. Mình cần phải kiểm tra kỹ. Hiện tại sạch pin luôn nhé. Không sạc ăn dòng sạc 2A. Đây, bên trong như thế này nha anh em nhé. Không cam nha. Và sẽ rút sạc lên pin đã rồi mình kiểm tra tiếp. Mình tranh thủ bóc đơn hàng còn lại đã. Ok, tạm gác sang bên này anh em nhé. Để mình bóc nốt đơn hàng cuối cùng là cái đơn hàng của bạn Hoàng Minh Tý rồi cho mình từ đâu không rõ. Ok nha, mình sẽ bóc đơn này ra anh em ra mình nha. Điện thoại em bị hư cảm ứng XR độ vỏ 12, anh xem giúp em. Pass 0111 XR hư cảm ứng á.
Nhu cầu thường do man thôi, mấy dòng này ít khi lỗi trên bên. Ok bạn Hoàng Minh tí nhé, chúng ta xem này, hỏng màn hỏng bên nhé, XR độ vỏ 12 nhé, hết pin nốt, toàn hết pin anh em ạ. Đây chờ sạc lên thôi, trong thời gian đây mình sẽ kiểm tra luôn con 7 nhé, vấn đề có pin thôi nhé, tháo ra kẻ nguồn xem ăn nguồn ra đâu. Sạc con XR này lên, độ vỏ khá đẹp đấy. Ok, mình sẽ lên kẹp nguồn xem máy báo như thế nào. Máy này dòng dò rất thấp nhá, không liên quan đến việc sửa sạc đâu nhá. Mình xem em nhìn này, kẹp phát dòng dò 0.1 nhá. Đây, khi kẹp này, dò rất thấp nhá. Bỏ ra nhá. Kẹp ngoài vào dòng dò 0.1 thôi. 0.09, 0.1 thôi nhá, bỏ ra này. À, nếu dòng khởi động này, bấm một cái dòng khởi động rất đẹp nhá. Dòng khởi động cực đẹp nhá, dòng này không phải USB đâu anh em nhá. Dòng đang dò trực tiếp nhá. Thành các cái ly này. Hiện tại dòng đang dò 0.09, lúc thì lên 0.1. Đấy, em tăng áp lên một tí sẽ dòng dò cao hơn. Đấy, 0.012 nha, tăng áp lên 1.5V nha. Ok, dò sơ cấp luôn nha. Bệnh dò như này thì không liên quan USB nha, nên bệnh này mình sẽ tính phí bình thường là thứ nhất. Thứ hai là mình không có tem, mình nên mình sẽ không thể hỗ trợ sâu được. Cái này thì phải kiểm tra kỹ. Dò 0.01 này thì cam nhiệt có thể tìm ra, cũng có thể không. Vì giò thấp quá nên tìm ra sẽ khó hơn, giò cao thì sẽ tìm dễ hơn, cam nhiệt cứ sinh nhiệt nhiều thì sẽ tìm ra. Đấy, bạn lại chả có nhiều ốc quay gì đâu, đến cái chọc ở đây cũng không có này anh em này, thiếu cục sắt chọc ở khay sim này. Tiện thì cho một cái khác vào đấy, cái thay vỏ ổng nó bị vậy. Hôm nay thì có hai phương án mình đoán dự đoán, thì một số là giò do công suất, nếu như bên Intel thì hay giò công suất 2G, còn bên khác thì phải kẹp thôi, bên qua con phải kẹp thôi. Đây, trước mình sẽ cắt đúng con USB đây. Nó sạc đây, nguyên tem của bên nào đây thì không rõ nhá, quang trung gì nhá. Đó, chưa chỉ cắt đúng đây, siêu còn chưa bóc cơ. Tiền sử này, bẻ khá nhiều tụ này. Đó, thực ra không sao đâu. Rồi, mình sẽ mở cái lồng này nha, kiểm tra nó là Intel Qualcomm. Bên Qualcomm nhá. Rồi, ok. Bên Qualcomm thì mình sẽ tiến hành, bên này tiền sử là dính nước, đây bị giò nhẹ là chuyện bình thường. Đây, còn giờ thì tranh thủ sạc đã lên pin rồi. Cảm ơn đơn, đây mình sẽ test cho anh em nhé. Cảm ơn đơn hoàn toàn nha. Ok, đây mình test. Để mình sử dụng cam nhiệt thử xem có tìm ra lỗi dò 0.01 này không nha. Dò rất thấp. Hôm nay thì mình nghi ngờ rất nhiều chỗ gì nha. Anh em nhé. Tiền sử là máy dính nước, chứ không phải tại lỗi sửa USB nhé. Nói rõ cho anh em hiểu, tránh tình trạng. Nếu lỗi mình sửa, do dù hết bảo hành mình vẫn sẽ hỗ trợ phần nào đó chi phí sửa chữa. Nhưng còn máy không phải mình sửa, chắc chắn mình sẽ không hỗ trợ rồi. Ok, dùng cam nhiệt xem có tìm ra nguyên nhân không nhé. Con này dòng dò thấp như thế nên em phải nhìn kỹ nhé. Mình nâng cấp 0.46 để cho nó dò xem dòng dò cao ở đâu nhé. Hiện tại chưa nhìn thấy dòng dò đâu nhé. Con nó cái lồng trên này xem có dò lồng này không nhé. Lồng trên này thì dính nước nhưng mà không thấy dò. Dò thấp sau dính nước dò như này rất khó tìm nguyên nhân nhé. Trên này bẻ đi một dàn nhé. Đấy, thợ cho bẻ được một dàn. Ok, nhưng mà cam nhìn xem ra được cái giò thấp như này có ra được không. Còn mà giò thấp này mà có lồng không bao giờ nhìn được cả. Mặt sau không thấy gì. Chẳng có lẽ chạm với con công suất ở góc này thì cũng hơi lạ. Không thấy điểm nào bất thường cả. Mình sẽ mở lồng CPU kiểm tra xem trong lồng thấy có bị gì không nha. Nếu giò tụ trở thì có thể giò được gì nữa ngay. Hiện tại thì giò chưa ra. Nên dành mở lồng của CPU ra để xem có chạm trong đấy không. Rồi, xem lồng này dính nước vào không. Có chút dấu hiệu nhỏ nhỏ nhá. Có chút hơi xấu xấu nhá. Rồi, cứ thử nhiệt xem nào. Cái bây giờ thấy nóng hơn thì chắc chắn là đấy, nhưng mà không thấy gì cả. Giò đâu đó chứ không phải giò đấy. Nó đục sai sẽ lồng hay sẽ nguồn, không thấy hiệu gì có được dò cả. Con này để im được một lúc xem nào. Lồng thấp này lấy dò vào mấy cái linh kiện công suất tìm không ra đâu anh em nhé. Linh kiện công suất mà khi nó nóng thì nó nóng rất thấp. Đây còn 2G nhá, có thể nghi ngờ này. Rồi, để đó đi, tí test tiếp. Mình sẽ test con XR. Đây cảm ơn này nhá. Do màn do mền nhá. Ok nha. Hiện tại thì máy cũng đẹp đầy đủ nha. Có đồ đẹp này thì không thể tuột được đâu. Thôi đáp thử màn khác vào trước là chắc cú nhất. Xem đơ hay không.
Đâu tại màn thì tiến hành ấy thôi, xử lý ép cả màn các kiểu xem ổn thì là được. Rồi trên main thì sửa main. Rồi trên cáp vẫn chặt chẽ nhé, không hề lỏng tí nào nhé. Đeo cảm ứng hơi xấu. Đang nhìn này, cảm ứng xấu này. Trên cảm ứng này. Đấy nha, cực xấu nhé. Ok, cáp cảm ứng hơi xấu một chút. Rồi thì cứ phải lắp màn khác vào test lại cho chắc đã. Xem tại cảm hay tại main. Ok, tại màn anh em nha. Nó màn khá ok luôn. Rồi, bây giờ tại màn thì em sẽ xem có cứu được cái màn không nhé. Nhìn cáp màn xấu, anh xem cái cáp có vấn đề gì, theo câu cáp nhé. Thay màn phát ok nhé. Như bạn này đang dùng vị thì cũng hơi vô lý nhỉ. Mình đang kẹp nguồn con 7 mà vẫn chưa ra nguyên nhân nóng ở đâu, ở ngoài đâu cả anh em ạ. Ok, thôi, ca kia chắc mình phải xử lý sau thôi. Nghiên cứu tìm phương án cách ly một số thứ ra. Lúc đầu cách ly khu vực đó vì hiện tại cam nhiệt không ra. Chạm ăn rất thấp, không phải chạm tụ, chạm vào IC nào đó. Nghi thì vẫn chạm với con IC công suất. Hiện thấy thường sẽ chạm với con IC công suất là nó hay bị dẫn tình trạng nóng rất nhỏ nhỏ. Cái tần nhiệt đều cả main nên nó sẽ nóng rất thấp. Không như tụ trở thì có một con tụ thôi thì nó sẽ nóng tại con tụ luôn nhưng mà công suất thì điều kiện nó to. Cho nên mình sẽ phải xử lý ca 7 ngày sau nhé. Ăn còn rất thấp nhá, tìm không ra thì ăn là ăn dòng chờ chứ không phải dòng khởi động nhá, dòng sơ cấp. Rồi bây giờ anh em sẽ tiến hành cho đường kính xem cái màn của bạn này trong cứu không nhá. Màn này có phần cáp hơi sâu sâu, mình cảm nhận thấy có vẻ xấu. Cầm cái cáp bên trái nhá. Đây nguyên nhân đây, cái này thì mình đã tìm nguyên nhân được rồi, anh em thấy không? Đây chưa, mình sẽ tìm cái câu lại xem nào. Đấy, nguyên nhân đấy, do thợ trước kỹ thuật trước ai đó làm hoặc là tự tháo hay làm gì không rõ. Nên là hiện tại thì mình thấy nó đã bị nát một phần cáp. Mình câu lại đoạn đấy nhé. Đây là mấy cái sợi mạch đi lệch lệch kia. Mình sẽ thể câu lại mấy đường đấy nhé. Đi câu khoảng vài đường nhỏ nhỏ thôi. Giọng câu lại ok. Đỡ phí cái màn ở bên đấy nhé. Đỡ phải ép cảm kiếp nhé. Đấy. Đấy. Đường mạch đây này. Đấy. Khu vực này. Đâu cũng chỉ có vài đường. Không nhiều đâu. Đấy, cỡ 2 đến 3 đường nhé. Đó, một đường ngoài này. Đây, mình dự đoán trong ba đường này chỉ đứt 1 đến 2 đường thôi. Đứt ít thôi câu càng nhạt. Tính đo đứt đường nào. Anh em câu là mới nhạt, đỡ tốn thời gian. Trong chân này sẽ đứt này. Chân đầu tiên sẽ đứt này. Đấy, chân này. Chân thứ hai cũng đứt này. Chân ba còn đứt 2 chân nhé. Chân đầu tiên đo lại bên này. Chờ này, có chờ này, có chờ này, đây, chân thứ nhất này, chân thứ hai này, chân thứ ba có chờ này, bình thường này, ok, hai chân nhé anh em nhé, sẽ bỏ các màn ra ngoài cho gọn nhé, tạm thời để câu cho dễ nhé, vì nó nằm ở phía bên kia, em nhìn cái vết cáp, thợ làm biết đâu, không biết là thợ hay người dùng hay ai đó làm đứt, mình chỉ là cứ câu lại đã. Đấy, nát hết chỗ này. Hiện tại mình thấy thì nó đứt hai đường, khó thấy đứt hai đường. Mình câu mấy đường này nhé. Cho này anh em sẽ câu ngắn lại nhé, không câu hẳn ra ngoài vì dây nó bên ngoài nó bẹp thì anh em câu bên trong. Sẽ đo lại sơn cho đảm bảo đi vì dây này sẽ hơi chồng lên nhau lắm. Ok, một sợi đã được. Ok, anh em tiếp tục câu dây còn lại nhé.
Ok, đầu với nhau không chập. Test xem cái điện lại. Và test máy, test xem sao. Chuyện này vừa cái điện vừa gia cố nha, anh em nha. Tạo độ cứng thêm nha. Máy lần sau mà tháo ra là gì tuyệt đối nha. Thận cảm ứng nha. Ok, đã khô sơn nha. Để ta vào test nha. Lắp hết vào nha, nhớ lắp hết nha, vì hạn chế việc tháo cái cam này ra nha. Xem cảm ứng được chưa nha anh em nha. Ok anh em. Vậy mình đã xử lý xong con XR. Lỗi cận liệt cảm ứng trên màn do đứt cáp màn hình nhá, rách cáp nhá, không biết lý do gì. Ok anh em, mình sẽ xử xong video ở đây. Xin mình xin phép kết thúc video ở đây nhá. Ok anh em, thời lượng video đây là cũng rất dài rồi. Mình thì xin phép kết thúc video này tại đây. Những cái máy còn lại khoai, mình sẽ xử lý sau cho anh em nhé. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi ủng hộ mình. Chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.